mừng lễ hội trái cây ngon an toàn của Chợ Lách của chúng ta năm 2019. Xin kể cùng chúng tôi đến 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dập lên! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn không để bao nhiêu người đây đợi quá đông. Đến đây an toàn của chợ lớp của chúng ta năm 2019 và ước mơ về một ngày mai thật tuyệt vời cho bên trong chợ lớp của chúng ta. Và bây giờ ca khúc đầu tiên trong chương trình sẽ là ca khúc ngày mai có sự thể hiện của con sông đẻ Mắt Tâm. Xong. Ta mới nào vậy thua. Đám đá nhà mẹ.